Những lùm xùm về câu chuyện đi hay ở của Kylian Mbappe thời điểm này vẫn chưa thể nào được giải quyết ổn thỏa sau bức thư mà tiền đạo người Pháp chủ động gửi đến bà lãnh đạo yêu cầu không gia hạn. Đó chẳng khác nào việc Mbappe chính xác đã ký luôn cho mình vào tờ giấy thanh lý. Giờ đây, người hâm mộ PSG cũng đã quay lưng với Mbappe, còn câu lạc bộ thủ đô cũng chẳng tha thiết giữ anh ở lại. Một người có phần trầm tính như chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cũng đã chính thức phá vỡ sự im lặng với khẳng định rất đanh thép ngụ ý rằng nếu Mbappe muốn ở lại nước Pháp thì buộc phải gia hạn hợp đồng, hoặc không sẽ bị bán đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đó rõ ràng là một tuyên bố cứng rắn trước những động thái mà ngôi sao 24 tuổi nhằm câu kéo thêm khoản tiền trung thành mà đội bóng sẽ trả cho anh vào năm ngoái. Có thể thấy câu chuyện giữa Mbappe và PSG đã tiến triển theo một kịch bản xấu nhất, buộc người đứng đầu đội bóng phải lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng. Có thể xem, đây là cuộc chiến giữa hai người quyền lực nhất tại PSG. Một người là chủ tịch, ông sẽ đối đầu với người được chính ông trao những đặc quyền chẳng khác nào một phó chủ tịch. Tỷ phú Nasser Al-Khelaifi đã phát biểu trước tờ Goal. Chúng tôi muốn giữ cậu ấy ở lại, đồng thời sẽ không để cậu ấy ra đi tự do. Đó là thỏa thuận miệng giữa hai bên, và Mbappe từng công khai điều đó. Tôi thực sự sốc khi Mbappe muốn rời đi dưới dàn chủ nhiệm tự do. Mbappe là một chàng trai tuyệt vời, là một quý ông đích thực. Việc chuyển nhượng tự do sẽ khiến suy yếu đội bóng, không thể hiện hình ảnh đó của cậu ấy. Đó là lý do tại sao cậu ấy phải ra quyết định trong một hoặc hai tuần tới. Nếu Mbappe không ký hợp đồng mới, cánh cửa này sẽ mở. Không một ai được phép lớn hơn đội bóng này, kể cả cậu ấy, kể cả tôi, điều đó rất rõ ràng. Từ những lời phát biểu của tỷ phú Nasser Al-Khelaifi, rõ ràng ông vừa sốc mà cũng vừa hối hận khi đã quá cưng chiều tiền đạo người Pháp. Al-Khelaifi cứ nghĩ nếu trao cho Mbappe những đặc quyền chưa từng có tiền lệ thì ông sẽ níu giữ được Mbappe và giúp anh trao trọn trái tim mình ở lại cùng vị các hoàng tử. Nhưng không, thứ Mbappe cần lúc này là danh hiệu, một danh hiệu tầm cỡ đúng nghĩa để có thể vươn mình, nhất là trong bối cảnh Erling Haaland đang có những bước tiến bộ cực kỳ nhanh tại Man City. Vì thế, việc ra đi là một lẽ tất yếu nếu không muốn chôn vùi sự nghiệp của mình tại đất Pháp. PSG có lẽ cũng nhận thức được điều đó. Nhưng diễn biến về việc Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng vẫn chưa thể nào được giải quyết ổn thỏa, mà ngược lại, nó đã trở thành một chủ đề căng thẳng suốt hơn một tháng qua. Thời hạn hợp đồng giữa Mbappe và PSG vẫn còn một năm, nhưng anh đã từ chối kích hoạt việc gia hạn đến năm 2025. Điều này đồng nghĩa Mbappe muốn tự do ra đi vào mùa hè 2024. Trong trường hợp này, PSG sẽ mất trắng Mbappe, người đang được định giá vào khoảng 200 triệu euro. Real Madrid rất muốn có tiền đạo người Pháp, nhưng họ sẵn sàng chờ đợi đến mùa hè sang năm để không phải mất tiền phí chuyển nhượng cho PSG. Điều này có thể giúp Mbappe đạt được một thỏa thuận lương bổng tốt hơn. Tính toán của Mbappe khiến PSG nổi giận. Hai tuần qua, giới truyền thông đồn thổi, mối quan hệ giữa tiền đạo 24 tuổi và bà lãnh đạo đã hoàn toàn rạn nứt. Và những phát biểu mới đây từ tỷ phú Al-Khelaifi đã chứng thực cho điều đó. Chủ tịch của PSG tỏ ra rất sốc, bởi ông nghĩ khi mà câu lạc bộ đã hạ quyết tâm cho phép ngôi sao lớn nhất đội bóng ra đi, họ sẽ có thể dễ dàng tạm biệt cầu thủ người Pháp. Nhưng không, Mbappe không nghĩ vậy. Anh đã ra yêu sách với bà lãnh đạo để đòi số tiền 150 triệu euro. Bằng không, anh sẽ quyết ở lại PSG thêm một mùa để có thể đường đường chính chính nhận lại khoản tiền trung thành như đã được hứa. Đây là lời giao kèo từ trước khi mũi nhọn 24 tuổi ký hợp đồng với PSG vào tháng 5 năm 2022. Anh được hứa sẽ nhận về số tiền trung thành nếu hoàn tất hai mùa giải thi đấu cho PSG. Chính vì điều đó, Mbappe không muốn rời đi ngay trong mùa hè này. Kế hoạch của Mbappe là chơi trọn vẹn mùa giải 2023-2024 cho PSG. Sau đó sẽ chuyển đến Real Madrid theo dạng chủ nhượng tự do và bỏ túi thêm 125 triệu euro tiền lót tay từ Real Madrid. Bà lãnh đạo PSG không hài lòng với cách hành xử của Mbappe, và người đứng đầu đội bóng đã kiên quyết khẳng định: một là gia hạn hợp đồng, hai là sẽ phải ra đi ngay. Mbappe thật sự quá lọc lõi trong chuyện đòi ra đi khi hợp đồng giữa anh và đội bóng vẫn còn tới một năm. Luật sư của Mbappe cũng đã đàm phán với phía PSG và đưa ra phương án nếu họ không đồng ý nhả ra số tiền như đã hứa. Theo đó, Mbappe sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn để ở lại câu lạc bộ mùa thứ ba và quyết tâm hoàn thành nốt mùa giải 2023-2024, qua đó bỏ túi thêm 60 triệu euro tiền lương ròng cùng 90 triệu euro tiền phí trung thành đã được thỏa thuận rõ ra trong hợp đồng hồi tháng 5 năm ngoái. Kế hoạch kế tiếp của Mbappe là sẽ ký trước hợp đồng với Real Madrid vào tháng 1 năm 2024. Vì theo luật chuyển nhượng của FIFA, vào tháng 1 năm sau, tiền đạo người Pháp đã có thể tự do đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào.
chắc chắn PSG sẽ không dễ dàng để chuyện này xảy ra, nhất là khi chủ tịch của họ đã chính thức lên tiếng. Nên nhớ PSG không thiếu tiền, họ đã từng dùng rất nhiều tiền và quyền để níu giữ chân cầu thủ người Pháp, thì giờ cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự. PSG có thể lập tức trả cho Mbappe 150 triệu euro. Chỉ cần như vậy, Mbappe sẽ ra đi ngay trong mùa hè này, giúp đội bóng nước Pháp có thể bán anh cho Real Madrid để thu về một khoản phí chuyển nhượng được cho là khoảng 200 triệu euro. Tính ra, nếu chọn phương án này, PSG sẽ lãi được khoảng 50 triệu euro. Với những gì đang diễn ra, PSG không còn đường lùi. Họ đang đứng ở thế cửa dưới trong giao kèo này. PSG phải đưa ra quyết định khi Mbappe hoàn toàn nắm đặt chui. Nếu không chấp nhận trả cho Mbappe 150 triệu euro mùa hè này, cầu thủ 24 tuổi sẽ ở lì tại công viên hoàng tử đến hết mùa giải sang năm. Nhưng, như chủ tịch PSG vừa phát biểu, nếu Mbappe ở lại, anh buộc phải ký vào 3 hợp đồng mới với đội bóng. Còn không, ban lãnh đạo sẽ tìm mọi cách để bán anh đi. Có thể thấy câu chuyện gần như đã bắt đầu đi vào ngõ cụt dành cho cả hai phía. Ở đây không phải là câu chuyện ai thắng ai thua, mà là cái giá phải trả sau những lùm xùm và biến cố. Với PSG, họ chắc chắn đã không còn được Mbappe đặt trọn vẹn tâm trí và tình cảm. Dù có ràng buộc được tiền đạo 24 tuổi ở lại, nhưng chưa chắc Mbappe sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà đá hết mình. Và nếu để anh ra đi, PSG cũng chẳng lấy gì làm tốt hơn. Bởi công bằng mà nói, Mbappe là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Rất khó, nếu không muốn nói là không thể nào tìm ra một cái tên khác có thể thay thế Mbappe ngay lập tức. Ngoài ra, đội bóng này cũng vừa mới chiêu mộ Luis Enrique. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha lúc này đang xem Mbappe là một trong những vệ tinh quan trọng nhất trong công cuộc đạp đi xe lại của mình tại đội bóng mới. Và nếu Mbappe ra đi, mọi thứ có thể sẽ phải thay đổi rất nhiều. Điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của huấn luyện viên người Tây Ban Nha, và đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng. Nói vậy không có nghĩa là Mbappe bình an vô sự, bởi nên nhớ, sau chừng ấy sự nổi loạn, chắc chắn có rất nhiều đội bóng, kể cả Real Madrid, bắt đầu e dè về thái độ chuyên nghiệp của cầu thủ người Pháp. Chẳng ai lại muốn bỏ thật nhiều tiền mang về đội bóng một cái tên luôn làm xáo tung cả phòng thay đồ và nhận về những đặc quyền kiểu như Mbappe. Vì vậy, sau chừng ấy những lùm xùm, bản profile của tiền đạo người Pháp có lẽ cũng đã dính chàm bởi những câu chuyện bất hảo. Có lẽ cũng chẳng ai ngờ được mối lương duyên tưởng chừng như rất hạnh phúc của Mbappe và PSG lại tan đàn xẻ nghé như hôm nay. Cũng chẳng ai có thể tưởng tượng được vị chủ tịch của đội bóng nước Pháp, một vị tỷ phú đã từng hạ mình để năn nỉ Mbappe ở lại, hôm nay cũng đã phải chính thức lên tiếng bóc mẻ của thủ người Pháp trên sóng truyền hình. Câu chuyện giờ đây không còn đơn thuần là ai thắng ai thua, mà đã đến lúc người ta nên bàn về việc liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cả hai. Nhất là PSG đang trong giai đoạn tái thiết, còn Mbappe thì vẫn đang trên con đường khẳng định vị thế của mình.